Mời các bạn đến với thử thách bổ dứa. Bổ ở bên. Chưa không? Đây là lần đầu tiên mình bổ dứa. Chị đang có bắt dứa. Đấy, ơ, nó vào trong dứa có rượu mà. Ai bảo mua dứa không còn. Đẹp không? Đây, thất xong rồi. Làm đi. Đi không sao ấy. Có hai cái mà. Thôi đi, tao làm cháo rồi không ngọt được nữa phụ. Thì đây em vào con đấy không? Thử thách. Không gì có thể. Con dao này rất là cùn. Nhưng không sao. Không thể là khuất phục được mình. Quá tuyệt vời cho lần đầu tiên. Thôi, nói. Con dao tuy rất là cùn nhưng mà không sao. Thôi em.